Vâng, xin chào quý vị các bạn đến với chương trình du lịch Buôn Mê Thuột. Chúng ta đang ở trên mặt hồ. Hồ này gọi là hồ gì nhỉ anh nhỉ? Hồ Lắc nhỉ? Này gọi là hồ Lắc ở Buôn Mê Thuột. Theo như đầu tiên các bạn nhìn ở đây, có thể là các bạn nhìn tôi đang ngồi trên thuyền, hay là thuyền đồ quạt, hay là thuyền bằng sắt, thuyền bằng gì các bạn nhỉ? Không biết đâu, tôi không nói thì chắc không biết đâu. Các bạn hãy nhìn kỹ xem là người lái thuyền đang lái cái gì. Wow, cái đầu rất là to. Các bạn đoán ra là cái gì chưa? Vâng, đây là một con voi nhé, lái rất là to, các bạn đoán rất là chuẩn nhé. Trời hơi nắng một tí. Đã từng cưỡi voi, cưỡi voi trên mặt hồ chưa? Cưỡi voi trên mặt hồ cũng rất là hay, lạ, giống như chúng ta đang ngồi trên thuyền, nhưng nó khác một chút. Con voi này là được 40 năm rồi, tuổi đời khá cao. Tôi được trải nghiệm lần đầu tiên là trên voi lớn như thế này tại Buôn Mê Thuột, và đi trên mặt hồ Lắc rất là lớn, rộng lớn, mạnh nhất thấy cái độ lớn của nó rồi. Đi chơi hình như là thích hơn ở nhà phải không các bạn? Rất là vui. Thi thoảng chúng ta làm việc nhiều rồi mệt nhọc, chúng ta nên xả stress một chút. Nào các bạn có ý định đi Pleiku, Buôn Mê Thuột nhớ gọi tôi nha. Tôi đi rồi thì biết, tôi có kinh nghiệm rồi, hay lắm. Ở đây người dân Buôn Mê Thuột và người dân Pleiku rất là mến khách, ăn uống hay tất cả các dịch vụ giá cả rất là hợp lý. Các chú voi rất là thân thiện, gần gũi. Các bạn thấy tai rất là to. Để chúng ta sẽ đi vào cái khu làng. Các bạn thấy hồ rộng không? À, anh lái voi tên là gì nhỉ? Phú ạ. Anh tên là Phú, đang điều khiển chú voi rất là lớn. Các bạn thấy không? Rất là to. Chúng voi rất là cứng này. Cứng lắm các bạn ạ. Con này nặng tầm bao nhiêu nhỉ anh Phú nhỉ? Hơn 3 tấn ạ. Nặng hơn 3 tấn, tương đương với một chiếc xe ô tô 7 chỗ hạng sang. Ra giữa hồ kia chắc là sâu đấy anh nhỉ? 10 mét. Cưỡi voi chỉ dám đi loanh quanh biển đấy thôi. Đây, các bạn thấy đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi rất là to. Thank you.
dâm rồi, dễ chịu hơn, phù hợp cho chúng ta đi chơi du lịch hơn các bạn nhé. Phía xa có rất nhiều núi đồi núi xanh. Ta đi làm việc nhiều rồi, mệt rồi, chúng ta đi khoảng đi du lịch tí, xả thể chép một chút các bạn. Hôm nào đi Pleiku hay là Buôn Ma Thuột nhớ gọi tôi nha, tôi dẫn các bạn đi. Giờ sắp chơi bê tông kiểu kia không? Giờ kính chào quý vị và các bạn, chúng ta bắt đầu lên bờ. Giờ chúng ta sẽ đi thăm những nhà dân. Đây là nhà dân hiện đại các bạn ạ, đã chuyển hóa bê tông. Còn đây chúng ta sẽ đến nhà ngày xưa. Cũng không phải là xưa lắm, còn bê tông rồi. Tức là 50-50. Bên dưới chúng ta vẫn đang là bê tông, mái cũng hiện đại. Chúng ta có một chút 40-60. Đấy, thuyền đồng mộc kia kìa. Đó, đây là chiếc thuyền đồng mộc. Thuyền to này kìa. Nhà này gọi là nhà, không phải nhà rông đâu đúng không? Nhà rông nó phải cao thôi. Đây là nhà sàn thôi. Nhà rông. Đây là bên dưới, đây là cà phê các bạn ạ. Chúng ta sẽ có một chút nắng của Buôn Ma Thuột. Ở đây là những nhà sàn chuẩn luôn đấy ạ, gỗ cột gỗ đấy ạ, mái hiện đại. Mà chúng ta mà có thời gian mà chúng ta đi vào gọi là vào trong sâu trong núi một tí ấy nhờ, bản trong đấy thì nó mang tính chất là chuẩn. Nhưng chúng ta muốn làm được điều đó chúng ta phải có thời gian, mất khoảng là một ngày đi thì nó mới trải nghiệm, nó mới là đúng chất nhất. Nhưng vì chúng ta thời gian nó không có, chuyến du lịch của chúng ta thời gian này nó ít, tạm thời chúng ta sẽ chơi quanh ở đây thôi. Cũng có những nhiều cái cũng đầy đủ rồi, nông thôn hóa đường bê tông. Chúng ta đang ngồi ở đây độ cao khoảng từ 3 đến 4 mét. Cái cây này nó pha cái hoa giấy mà nhìn đẹp nhỉ. Lá to nhưng mà sau này có tí hoa giấy bên trong, nhìn nó giống thì nó đẹp. Cái bơ ấy cái không phải, không phải. Đây là cái gì? Cái đa không? Đó này đúng không? Đúng rồi, đúng. Đa này. Hoa giấy. Chúng ta đã đến
nhà hàng nghỉ chân. Quý vị của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của tôi. Cưỡi voi, cưỡi voi. Đây là con voi gì? Và đây là con voi gì? Một con voi sắt cộng một con voi thịt. Cưỡi voi, cưỡi voi. Đây là con voi gì? Và đây là con voi gì? Một con voi sắt cộng một con voi thịt. Từ từ nha. Từ từ nha.